khi mà ra quân ấy, thì ở cái chiến trường ca về thì nhiều đồng đội, nhưng mà tính ra đến nay nó là 4 chục năm rồi, thì cũng cũng có cái nguyện vọng là anh em có cái đường dây để mà nếu mà lên xem kênh ấy, mà đồng đội của mình mà còn ai mất hay là còn mạnh khỏe hay công việc hay cuộc sống như nào thì mới có cái lối để liên lạc với nhau. Đấy, thì là ngay từ đầu là anh là tên là Ngân, mà cụ thể là họ tên là đủ là Mai Xuân Ngân. Hiện nay là đang ở số nhà 38 ngõ 233, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Thế thì năm 1978 là tức là ngày 10 tháng 8 là bọn anh theo cái tiếng gọi tổng động viên của chính phủ Việt Nam này thì là mình nhập ngũ, là lúc đấy mình mới có 17 tuổi. Thì là sau cái khóa huấn luyện ở huyện Kiến Thụy của Đa Phúc của Hải Phòng này là từ tháng 8 cho đến tháng 1 năm 79 là mình được lệnh vào chiến trường ca. Thế thì trên cái đường đi là hành quân ngược về 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 Tiên Lãng, sau đó là đi lên đi tàu về Tân Đệ, Nam Định, sau bắt đầu tàu hỏa vào vào trong Củ Chi. Thì cũng rất may cho mình là cái hồi giờ là được Tổng cục Chính trị của quân đoàn 4 là sang tuyển người, thì là lúc bây giờ là được 30 anh em là sang bên đấy là vào Tổng cục Chính trị, là vào để tiếp quản cái nhà tù Tu Su Leng ấy. Thì là ngày mùng 7 là bọn mình là xuống nhận nhiệm vụ vào Tổng cục. Thì là mùng 10 là mình tiếp quản cái khu nhà tù Tu Su Leng ấy. Thì có anh với lại anh Gam ở đây là hai anh em vào trong nhà tù để thăm dò với lại thám xứng tình hình ấy. Thì khi mà bước vào trong cửa trong nhà tù mà cái tôn nó quây quấn quanh, mà trên nó có hàng rào giấy thép gai ấy, là đến bây giờ nó vẫn còn nguyên. Nếu như theo như anh Gam là vẫn nguyên, thì là khi mà bước chân vào đấy nó tanh, nó toàn mùi máu. Thế Là mà khi cái ám ảnh đầu tiên. cái ám ảnh đầu tiên là vào đấy là Đúng rồi, ám nó ảnh. nồng nặc, nó toàn mùi máu. Thế đến khi mà bọn anh đi vào các cái nhà giam mới lên là cái nhà đấy là nó có 3 tầng, dãy 3 tầng, thì cuối cái dãy ở tầng 1 là nó có một cái giường một, nó kiểu dạng như là cái giường tra tấn ấy. Cạnh đấy là nó có một cái cây như cây đu của mình ấy, Có đấy. Xem ở trên cây clip ba nó cột có đấy. nó có đu, Vẫn còn đấy. cái Vẫn còn cháo trên của clip nó nó phải có. bằng gần bằng cổ tay, ở dưới nó có một cái thòng lọng. Xem mà Tức nó là vẫn còn. khi mà và các cái đồ tra tấn là nó vẫn để sẵn rồi đấy, là khi bọn anh bước chân đến đấy là rất là rùng rợn. Và đến lúc vào cái nhà đầu tiên mà bọn anh bước chân vào là nó gần như là cái phòng để đựng đồ ấy, thì đập vào mắt mình là toàn quần áo của đội, ba lô, mũ cối. Thì những cái mũ cối mà nó trổ vào đấy có chỗ là Hà Bắc ngày bao nhiêu đấy, nhập ngũ ngày nhập ngũ, và có những cái chữ là xa quê nhớ mẹ hiền, rồi là xa đất Bắc ngày bao nhiêu, là đều trổ vào các cái mũ cứng của anh em mình của bộ đội. Thứ đồ quần áo bộ đội nó vấy máu rất nhiều. Thứ rồi đập vào nó nguyên một cái bàn, nó lúc bây giờ là nó chạy loạn lạc, nó lục soát cho nó vứt tung tung lên toàn bộ cái nền nhà, toàn ảnh của bộ đội mình. Mà ảnh bộ đội là nó cứ chụp một cái tay bên trái, một cái tay bên phải và một cái chính diện. Thế mà bộ đội của mình là nó cứ cắt cổ là từ cái này sang ba tay bên này, là cái cuống họng nó trồi ra và nó mổ một phát từ ở rốn này xuống quả nòi ruột, trông rất dã man. Thế rồi bọn anh lấy cũng nhiều, lấy cũng khoảng sấp ảnh. Thế về sau Với cái gian ở ngoài sân ấy. lãnh đạo đơn vị là người ta thu hồi, gọi Cái là gian. đây là các đồng chí phải lột lại cái này để làm cái tư liệu và làm cái nhân chứng để sau này chứng minh cái tội ác của nó. Cái thứ nhất, thứ hai là để làm cái bằng chứng để làm cái truy điệu, làm cái chứng minh liệt sĩ cho bộ đội mình. Thì nó có cái ác man là tức là nó không có tù binh mà nó bắt được bộ đội mình người nào nó giết hết. Thế bọn anh đi thăm từng cái nhà tù một và vào các cái nơi phòng biệt giam, thì những cái phòng biệt giam của nó chỉ bằng cái nhà vệ sinh nhỏ của mình, nó tầm khoảng 2 mét vuông, thì một đầu nó đổ bê tông nó chôn cái sắt xuống,
à, cái xích ấy. Thế còn đầu bên kia là nó móc vào với cái xuốn sắt nó dài chừng này như kiểu xuốn cửa ngang nhà mình ấy. Thì cái cùm ấy là nó là cùm hình chữ U này, ở dưới là nó có hai cái lỗ xỏ cái sắt xuốn sắt ấy vào, xong đầu này nó khóa, còn đầu này nó xích xuống nền nhà. Tức là những cái buồng đấy là buồng biệt giam, thế còn những cái buồng giam mà rộng mà to như nhà mình ấy thì nó xiên táo một phát, tức là cứ mỗi một ông là nó cho vào chân này, nó xiên một phát từ bên nọ sang bên kia là 30 người đấy, là nếu như mà ngồi thì tất cả ông phải ngồi, mà một người nằm thì tất cả 30 ông mới phải nằm, không có vặn, nó vặn cổ chân đau không chịu được. Thế nên là khi mà bọn anh vào là những cái bàn tay máu mà đập lên tường này với những cái miếng da đầu nó vẫn còn tươi nguyên. Đấy gọi là thế, còn hai cái chậu nó to như cái chậu mà ngày xưa anh em đi lao động hợp tác ở Liên Xô mang về là nó to như thế, mà cút đầy một cái chậu toàn tiết người, nó chưa hề đông lại, nó vẫn còn xanh chánh ấy, kiểu như là mình cầm tiết canh ấy, kinh đấy, rất sợ. Thế thì cái lúc bây giờ thì phải nói là bọn anh là rất căm thù. Lúc ấy nếu mà nhìn thấy chúng nó là muốn bắn bỏ, nhưng mà theo cái chế độ của đất nước của mình nhân đạo thì bọn anh lại là những người mà phải quản lý chúng nó. Thì lúc đầu thì chỉ mấy chục thằng, sau nó tăng dần lên nó đến hàng trăm thằng tù binh ở đấy. Thì nói chung là bộ đội của mình thì bọn anh là không biết tiếng, mà đều phải có phiên dịch hết. Thế mà cái nhiệm vụ của bọn anh là chủ yếu là mình phải canh gác và giữ chúng nó, là không để cho chúng nó vượt ra ngoài trong phạm vi nhà tù nhà mình. Mà mình giam chúng nó là mình chỉ giam vào trong phòng thôi, mình không biệt giam như chúng nó trước. Nó mang cái tính chất nhân đạo mà, nên là chỉ có khóa cổng với lại khóa nhà tù thôi. Nên là bọn anh làm đấy lúc đầu là vào thì nó cũng nhiều bỡ ngỡ, nó cũng sợ. Ban đêm mà bọn anh gác tù là không dám xu muỗi đâu, có cái tay vuốt muỗi đấy nó nhiều lắm. Rồi muỗi nó cứ bầu kín mà cứ phải vuốt này. Nếu mà mình sợ mình phe phẩy thì sợ là bị lộ mục tiêu, sợ nó bắn tỉa. Thế thì đến khi mà tù nó về nhiều thì đến lúc mà khi mà nhà báo của các nước phương Tây nó vào nó phỏng vấn thì mình cũng phải mở ra để cho báo chí nó lên tiếng, chứ mình lên tiếng thì nó không nghe, thì nó cứ nói là mình xâm lược. Thế nhưng về sau là phải cho các nhà báo nước ngoài vào để nó trực tiếp nó gặp những cái đối thủ. Thì cái ác cảm thứ nhất của anh ấy là đấy, có một cái trường hợp, tức là một cái gì, tức là lúc bây giờ mình gọi nó gần như là một cái anh thanh niên mà chưa gọi là đến tuổi thanh niên, nó mới có 13 tuổi. Thì khi mà nhà báo nước ngoài vào người ta phỏng vấn, mình nghe qua phiên dịch thì nó cũng ngồi trực tiếp, và mình là người bồng súng và đứng giám sát ở bên cạnh. Thì nó nhà báo nước ngoài nó cũng gọi cái trường hợp tù binh ấy là bằng cháu thôi. Tức là có những trường hợp thì người ta gọi bằng cháu, nhưng có những trường hợp nó gọi bằng anh, là anh bé tuổi như này, cháu nhỏ tuổi như này. Thế mà cháu giết người làm sao mà lại không sợ, không ghê tay, mà cháu giết làm sao một bằng cách nào mà nhanh như thế. Thì cái thằng nhỏ này nó mới nói là cháu được buôn bốt nó cho uống 3 cái mật người, người thân trong gia đình cháu giết hết, không còn ai cả. Thế mà cháu trông thấy người là cháu chỉ muốn giết. Thế mà nó mới gạn, nó bảo thế bây giờ cháu tả lại cái cách giết người của cháu như thế nào mà trong vòng có 50 phút mà cháu giết hết 250 người. 250 người mà chỉ có 50 phút, chưa đầy một tiếng đồng hồ. Thì nó mới tả là bọn buôn bốt nó buộc dây, nó khóa chéo cái chỉ như này, xong nó buộc dây người nọ xiên vào người kia, nó xoay xiên qua tay đấy, xong nó bắt xếp thành hai hàng dọc. Thì cháu có cái rìu một lưỡi, một đầu vuông và một đầu chặt đấy, thì là cháu ngửa cái đầu đóng đinh ấy, đầu vuông ấy, là cháu đập vào hõm gáy. Nếu mà cháu đập trượt thì phải đập hai cái, còn nếu đập trúng thì chỉ cần một cái là gục cũng là chết. Để cháu đi một lượt bên này, xong cháu vòng xuống cuối hàng, cháu đi một lượt lên là hết 250 người, là trong vòng 50 phút. Đấy là cái ám ảnh cho đến bây giờ anh vẫn không quên được. Thế mà cái ám ảnh thứ hai nữa là
cái con mẹ nó là tiểu đoàn trưởng đấy của bọn Môn Bốt ấy, là khi bọn anh bắt về đấy là thường thường là tất cả quân tư trang là phải kiểm tra cái đồ nó mang vào trong nhà tù, là mình phải kiểm tra vì sợ nó là vũ khí nó mang cái vũ khí nóng vào đấy. Đấy thì khi mà kiểm tra thì phát hiện ra có mấy cái miếng thịt khô mà nó đen như rồi đấy. Thì chỉ có những người chuyên môn người ta biết là đây là thịt người. Thì cái lúc mà nhà báo người ta vào người ta hỏi là chết tại làm sao mà lại ăn thịt đồng loại, thì nó tả là ở trong rừng khi mà chạy đánh nhau chạy vào trong rừng thì không có gì để ăn cả, thì những cái xác chết như thế là buộc phải lấy để xả ra cái thịt trong phơi khô để ăn dần. Là mình sợ nhất hai cái trường hợp ấy. Cũng kia thế thì bọn anh là coi tù binh ở đấy là đến năm 1980, cuối năm 80 sang nào đầu năm 81 thì là bàn giao cho bên bộ nội vụ, cho bên cục cảnh sát họ vào tiếp quản. Thì là bọn anh xuống đơn vị, thì là anh xuống tiểu đoàn 20, mà cái lúc đầu là nó trực thuộc của trung đoàn 210, là anh là pháo thủ số 3 quay cờ ly pháo cao xạ pháo 37 ni. Cái lúc mà vào nhà tù ấy thì là chỉ cứu được một cái ông già mới cậu bé 13 tuổi thôi, cậu bé nhỏ, hai cậu bé thôi. Thì cái lúc là bọn anh là cùng đơn vị, cùng tiểu đội với nhau, nhưng mà chia ra làm 4 tiểu đội, là mỗi ví dụ như mà nhà tù nó có 4 góc này thì ở đây là tiểu đoàn bộ, thì ông này là góc này thì anh ở góc này. Đấy, thì cháu là nó ở với ông Cam này, với ông Vinh, Minh là ở ngoài thứ với này ông Bình, nhưng mà Ngân thì lại cùng chú. Thế nhưng anh ở tiểu đoàn khác, thế nhưng cũng biết nó cùng chúng tôi, nhưng mà có cái đi họp là nó cái, phải với chúng tôi để nó nghe. Cái thời gian nó phôi phai nó cũng lâu rồi, thì bây giờ nó cũng cách nhau mấy chục năm rồi. Thế lúc bây giờ thì đến bây giờ là không biết là tới đây thì bọn anh tổ chức nhau vào đấy để thăm lại cái chiến trường, mới thăm lại nhà tù ấy, thì không biết là cháu nó có nhớ không. Đấy, cái quan trọng là như thế. Thế còn thì trong cái ký ức thì lúc chính xác này lúc đó là bây giờ là bọn anh cứu nó từ trong nhà tù ra. Không thể quên được, bởi vì là cái lúc ấy là nó không là mình cũng không thể khẳng định như thế được, bởi vì cái thời gian nó phôi phai mấy chục năm. Cái chương trình tiếp theo thì anh xuống cái đấy thì là bọn anh phải đi bảo vệ dọc cái tuyến đường tàu từ thành phố Long Bình lên Baltimore. Thế mà bọn anh đi làm cái chuyến bảo vệ ấy, thì về sau này thì là gần như là bọn anh không được ở trên mặt đất. Chứ nếu mà ở trên mặt đất là đêm nó vào nó toàn tập kích kiểu nó bắn B-41, B-40 ấy, thì không tồn tại được. Nên là bọn anh toàn về, ví dụ như đồng chí nào mà đi làm nhiệm vụ mà đi tuần đường tàu ấy, thì bắt buộc phải đi thôi. Chứ còn về mà nghỉ ngơi là đều phải ở dưới khu bên dưới nhà âm. Thế còn sau đó là bọn anh cũng đánh truy quét, là đánh vào đến tận trong Tàu Xanh, đánh vào cái căn cứ của thằng Ngụy quân Ngụy quyền trước, tức đúng là rồi. Thằng non Cedric Matac ở trong đấy thì nó toàn quần áo dần di đính cho nó chạy hết rồi. Thế nhưng nhà đấy là nó có đủ, nó có hàng nghìn ngôi nhà, nhưng cứ quả đồi lọ liền nối liền sang quả đồi kia. Nó có cả phi trường, tức là nó có cả sân bay, có cả hồ bơi, có cả quảng trường luôn, rất rộng. Nó bạt hết đồi đi này, nó xây dựng. Bọn anh đã đánh vào đến tận trừ khát vào tận biên giới, tức là cách Thái Lan thì khoảng chưa đến 3 cây. Tức là về ban đêm là mình đứng trên quả đồi là mình nhìn đất nước Thái Lan nó sáng trưng, nhìn rõ luôn, tiếng còi ô tô còn nghe được rồi. Đấy, thế thì khi mà chiến đấu sau cái đợt đấy thì bọn anh rút ra ngoài này, thì đến năm 1983, cuối năm 82 là bọn anh nó phải về nước rồi. Là theo cái tiếng gọi mới để cái lúc bây giờ là cái áp lực của chính phủ mình là bị các nước ở ASEAN cũng như các nước ở trên thế giới ấy, người ta lên tiếng. Thế mà mình thực chất là mình đi để mình giúp đỡ bạn để giải phóng cho Campuchia nó thoát khỏi cái chế độ diệt chủng, chứ mình không phải là đất, mình không phải là bộ đội mình sang đấy để chiếm đất hay là để xâm lược. Nên là cái phương châm là khi mà quét xong chúng nó,
tù binh truy quét xong cái là bọn anh giúp, là cái đợt mà quảng cáo trên cho thế giới với lại báo chí với truyền hình nó biết là đoàn quân dài lắm, từ thành phố Hồng Kông mà về đến gần như là đến sân bay, đến đồn biên giới Mộc Bài là ô tô lối đuôi nhau. Thế mà dân Campuchia người ta lúc giờ nó quý lắm, người ta xách ngô rồi xách nước rồi xách dừa, hầu như là dừa là nhiều, cứ chặt bạt sẵn đầu xong là đưa lên cho bộ đội, khóc sướt mướt luôn. Dọc cái đường xoài riêng, đường từ Long Bình ra biên giới của mình là chỗ nào cũng có dân ra để tiễn bộ đội. Thì bọn anh là toàn ngồi trên các cái xe Hồng Hà, nên là cứ vẫy chào nhau, mỏi tay thôi, không có nhiều lúc không sao mỏi quá, tới tay đỡ như này. Gọi là cứu sống dân Campuchia lần thứ hai. Thế nên là trong cái phạm vi là không biết là mình, người ta rất trân trọng, người ta quý, thì có cái gì là người ta mang, người ta cho, đưa cho bộ đội. Mà dân họ lúc bây giờ là bọn anh về là về Lai Khê, về căn cứ Lai Khê, sau đó thì mới về Sông Bé. Thế nhưng mà cứ đến mùa khô đấy là về sau là mình vẫn phải sang giúp ạ. Kiểu ổn định. Trong những cái chiến dịch về mùa khô là đêm lại phải sang. Và lúc bây giờ mình sang mình lại phải coi như là không dám mặc quần áo bộ đội đâu, mà toàn mặc cái kiểu như là quần áo của bạn ấy, bộ đội ở Campuchia, sang lại truy quét tiếp. Thì lúc cái bộ đội Campuchia là chưa đủ sức để đọi với nó, vì thực tế là nó cũng như ở cái dạng chiến tranh Nga Ukraine bây giờ là lúc bây giờ là cũng có bàn tay của nước ngoài nó xò vào, thằng Trung Quốc và thằng Thái Lan là nó cũng kêu mang cái bọn lúa này. Nó dọc cái tuyến biên giới là nó cho kiểu tỉ lạn, xong rồi là dân nó nhộn nhạo, nó đưa, nó bắt đính, nó lấy từ cái nguồn đấy ra. Bị áp lực của Trung Quốc rồi. Thế thì cái lúc bây giờ là tức là rất may là khi mà bọn anh đánh ở bên đấy thì nó chỉ ở cái tuyến biên giới, tuyến ngoài thôi. Chứ còn đến khi mà đập thủng tuyến phòng thủ của nó thì trong nó không có gì cả. Vào thành phố Đông Kinh, bọn anh vào tiếp quản thành phố Đông Kinh nó như thành phố chết, không người đâu. Không có người, chẳng tin đâu ra người, nó vắng. Khi mà đi kiểm tra các cái khu vực mà để mình bố trí canh gác cái nhà tù ấy, thì là mình cũng phải kiểm tra toàn bộ các cái khu biệt thự bên trong. Thành phố Long Bình thì nó không có nhà cao tầng, nhà nào cao lắm chỉ 3 tầng, còn thường những nhà mà nhà dân như nhà anh em mình ở đây thì nó chỉ có 2 tầng. Tầng một, trên và tầng trệt và tầng lầu. Chợ mới đấy thì là có nhà tầng. Còn không, cái khu vực mà trại tù của mình là không có nhà nào 3 tầng, chỉ có mỗi cái hàng. Chùa Bạc đấy có vào không? Có. Khi vào thì nó sao, cái chùa Bạc nó có hoàn toàn không? Chùa thì nó lính mình vào nó canh gác đấy, chùa không, thì nó bình thường. Đánh vào là lính của mình là canh gác. Mình tiếp quản này nó bình thường. Thế một cái lúc bây giờ ở bên đấy là nó gần như kiểu như nó gọi là nó nập theo cái kiểu như công xã, là nó gom dân vào như kiểu như là nó như cũng như kiểu Mỹ Ngụy ngày xưa miền Nam, nó kiểu lập ấp. Thì là nam giới nó nhốt một bên mà nữ nó nhốt một bên, là nó đi lao động theo kiểu công xã, là đi cuốc đất hay đi làm đồng hay này khác, là nó phải bắt làm theo cái tập thể, mà nó không có tiền, tức là nó không có dùng chợ búa hay nó không giao dịch, không có tiền đâu cả. Gần như nó xóa bỏ cái chế độ tiền tệ. Mãi về sau này bắt đầu nó mới có tiền riêng, khi mà giải phóng đất nước Campuchia khoảng cũng phải đến 2 năm sau nó mới có tiền. Không bác sĩ, không giáo viên, tất cả. Không, tức là những người trí thức và văn nghệ sĩ là phải mai danh ẩn tích hết. Còn nếu nào ông nào bị lộ là nó đập chết. Nó bọn nên là ăn bám, không có tác dụng gì cả. Thế nên có những người mà sau này mới nộ hình ra ấy, thì khi mà bọn anh xuống đơn vị dưới tiểu đoàn 210 mà bọn anh vào mãi sâu trong rừng mà vẫn phát hiện ra người Việt Nam ở trong. Có một cái bà đấy, cứ hồi bây giờ bà ấy ròng ròng và khoảng hơn 40 tuổi. Thế thì lúc đầu bà ấy rất sợ và tao nói tới Campuchia. Mình nghĩ là người ta ở Campuchia và trong rừng mãi sâu này làm sao có người Việt. Chứ mãi sau kiểu thấy anh em mình sống chân thành nhau, lại kiểu giúp đỡ,
cứ có gì thì để cho gói mì tôm hay là cân đường hay hộp sữa hay là cái khăn mặt ấy, thì người ta sẽ cảm thấy quý mến, bắt đầu người ta nói tiếng Việt. Thế mình giật mình, mà thế sao chị biết tiếng Việt giỏi? Bắt đầu cái tâm sự là một chị người Thái Bình. Thế mà loạn nào cũng sang mãi tít trong rừng ở. Nên là trong cái phạm vi mà cái chị đấy là người Thái Bình. Ừ. Mà bà ấy lưu lạc và mãi tít trong rừng. Thế nhưng mà cũng sợ nó phát hiện ra người Việt là nó giết. Không, cũng không dám nói, giấu kiểu mai danh ẩn tích, không nói. Thế còn những cái ông mà làm phiên dịch mà biết tiếng Việt thì ngày xưa cái lúc người ta nói lại mình là trước kia chúng cháu hay là bọn chị hay là các má là không dám nói. Thế khi mà bộ đội mình vào bắt đầu mình động viên người ta, bắt đầu người ta làm phiên dịch cho mình, người ta mới nói tiếng Việt, chứ còn hầu như người ta toàn nói tiếng bản địa thôi, tiếng Campuchia thôi, chứ không dám nói tiếng Việt. Thì nói ông đấy mà nó phát hiện ra nó giết này.